Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng chủ nhật, và cáo lỗi cùng quý vị sáng ngày hôm nay đổi giờ mà Phong lại không biết, quên mất tiêu. Bây giờ là 7 giờ 11 phút giờ của California, tức là 9 giờ 11 phút giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn và cáo lỗi cùng tất cả mọi người đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và một lần nữa cáo lỗi cùng tất cả các khán giả vì sự trễ nải buổi sáng hôm nay, bởi vì quên mất cái giờ, hồi tối qua đổi giờ mà sáng nay vẫn không biết. Cáo lỗi cùng tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta vẫn bước vào cái phần Vô Đề sáng nhật, là chương trình mà chúng ta có thể mở rộng các đề tài và quý vị có thể thảo luận nhiều đề tài khác nhau, và cũng đừng tập trung quá nhiều vào tài sự, bởi vì chúng ta chỉ có 2 ngày thứ bảy và chủ nhật để nói qua những đề tài khác. Ngày thường chúng ta tập trung rất nhiều vào thời sự rồi. Hy vọng sáng ngày hôm nay quý vị lại có được cái gọi là cái những cái câu chuyện khác, hoặc là những cái thời sự khác, hay là những cái câu chuyện quý vị quan tâm nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào cái phần vô đề sáng chủ nhật thì Phong vẫn nhắc lại cái thông báo của buổi thu hình của TNP Channel và ngày hôm nay luôn. Thứ nhất là TNP Channel sẽ có một cái buổi thu hình lớn ngày 29 tây tháng 3 lúc 3 giờ chiều tới 10 giờ tối cho cuốn phim lớn là có tên là Cạn Dầu. Và quý vị nào mà muốn tham dự chương trình này, nhất là quý vị ở xa về quận Cam, hoặc là quý vị nào ở quận Cam hoặc là ở Bắc California muốn tham dự, có thể ghi danh với Quốc Thanh trên màn hình qua số điện thoại và địa chỉ email trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và thông báo thứ hai đó là sáng ngày hôm nay 11 giờ sáng giờ California thì sẽ là cái buổi thủ tục cúng ái trước khi mà khởi đầu cuốn phim Cạn Dầu. Thường thường thì đối với người Á Châu thì thường thường là trước khi mà bấm máy để mà quay cuốn phim, những cái thước phim đầu tiên thì có một cái buổi lễ cúng ái và cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ. Thì tôi sẽ livestream trực tiếp trên cả hai channel Phượng Mai Official và TNP Channel để quý vị có thể xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị, xem những đề tài khác. Chú Phong ơi, đợi giờ bên Mỹ rồi chú thông báo cho mọi người biết nha. Đổi giờ rồi, ok. Dạ, bây giờ bên Mỹ là đổi giờ, có nghĩa là kéo xuống 1 giờ, tức là lúc trước thì 6 giờ thì bây giờ là 7 giờ. Chính vì vậy mà sáng nay tôi quên mất tiêu. Và một lần nữa cáo lỗi cùng tất cả mọi người, tức là bên Mỹ mỗi một lần thì có 2 kỳ đổi giờ, cuối tháng 10 và cuối giữa tháng 3 hoặc cuối tháng 3 thì là cái mùa đổi giờ của Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục, Việt Nam bán biển cho Trung Quốc rồi phải không Phong? Tôi không biết. Bây giờ trên nguyên tắc thì tôi thấy rõ ràng là Hải quân Cộng sản Trung Quốc đang tập trận ngay trên bờ biển của Việt Nam, mà Hải quân Cộng sản Việt Nam thì không lên tiếng. Và cuộc tập trận này kéo dài cho tới 15 tây tháng 3. Thì cái đó là cái thông báo, và họ nghiêm cấm tất cả những tàu bè qua lại trong lúc họ tập trận tại đây, cách Huế trên 50 dặm. Thì tôi vẫn không thấy là phía Hải quân Cộng sản Việt Nam đứng ra và chống đối hay phản đối hay là bảo vệ cho lãnh hậu hải gì cả. Thì tôi cũng không biết được có hay không nha. Rồi tiếp tục. Sao không nghe Mexico lên tiếng gì về Nga với ổn chứ Phong? Chú Phong, có chứ. Họ vẫn lên tiếng và phản đối cuộc chiến này, vẫn đứng chung với Hoa Kỳ và Canada là ba quốc gia đồng minh vùng Bắc Mỹ. Có điều là ít đưa tin, chứ không phải là Tổng thống Mexico không có. Ông Obrador ngay từ ngày đầu tiên, ông đã lên tiếng phản đối gay gắt việc mà Nga xâm lấn Ukraine. Có điều là ít ai nhắc tới ông, chứ ông đã lên tiếng rồi nha. Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan thì Âu Châu có hàng hải cấm vận Trung Quốc không anh? Sẽ bị Mỹ ép cấm vận chung với Mỹ? Tình hình tôi nghĩ rằng giống như câu thứ hai, đám Âu Châu không mặn mòi trong việc cấm vận hay là không mặn mòi trong việc đối đầu với Trung Quốc. Họ muốn đối đầu với Nga nhiều hơn là Trung Quốc. Do đó, chưa biết được nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan, đám Âu Châu và những công ty Big Tech hay là những đại công ty trên thế giới có thi nhau cấm vận Trung Quốc giống như cấm vận Nga hay không? Tôi không biết nha quý vị. Bởi vì thị trường của Nga và Trung Quốc nó khác nhau quá xa. Thị trường Trung Quốc tới 1.4 tỷ dân. Thị trường Nga thì chỉ có 100 mấy 200 triệu người.
nhất là mấy cái công ty về giải trí á, thì tôi càng không biết được nữa nha. Rồi à, có thông tin lãnh sự quân Mỹ bị bắn tên lửa đó là ở Iraq. Iran cho biết họ bắn này. Tôi có bản tin đó vào cái thông tin thời sự, tức là họ trả thù cho hai thành viên của lực lượng cách mạng Hồi giáo đã bị các cuộc không tập ở Syria khiến cho thiệt mạng, cho nên họ bắn cái hỏa tiễn vào gần lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Iraq nhưng không gây thiệt hại. Thì tin đó tôi có nha. Rồi tiếp tục. Việt Nam mở cửa lại du lịch Mỹ lại thật vậy không anh? Dạ, có một số người qua Mỹ lại. Đã có một số người qua được Mỹ trong thời gian vừa qua. Có điều là cái giám sát rất là khó, nhưng mà khi họ trở về Việt Nam thì càng khó hơn. Mỹ coi vậy mà chính sách của họ rõ ràng và dễ dãi. Còn những người mà về Việt Nam đó quý vị, nó nhiêu khê vô cùng, nhất là cái vụ mà nó bắt phải test trong vòng 72 tiếng, mà 72 tiếng đó là sau khi test xong và trong vòng 72 tiếng đó phải gửi cái bản test đó về cho phía Cộng sản Việt Nam verify. Nếu bước vô máy bay mà không có tờ giấy từ phía Việt Nam verify đó, quý vị không bước vô máy bay được. Có vài người đã bước trở ra rồi, tức là họ thử nghiệm, họ test tất cả mọi thứ ở đây đầy đủ hết rồi, nhưng vào tới cửa máy bay thì người ta không cho vô. Lý do là tại vì thiếu tờ giấy xác nhận từ Việt Nam là được phía Việt Nam xác nhận. Có nghĩa là quý vị trong vòng 72 tiếng thôi là phải test lại, nếu quá 72 tiếng phải test lại. Mà test xong rồi là phải gửi ngay cái đó về cho phía Cộng sản Việt Nam để họ verify, tức là họ xác nhận, rồi họ gửi ngược một tờ giấy xác nhận qua đây, quý vị mới bước vô được máy bay. Đó là trường hợp mà từ Mỹ về Việt Nam. Còn mà từ Việt Nam qua Mỹ đó thì tương đối bên Mỹ nó dễ hơn, và có một số người du lịch đã qua được Mỹ rồi nha. Ok, rồi tiếp tục. Kỷ niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma không dám gọi thẳng tên Trung Quốc mà gọi là nước ngoài, thật là Cộng sản Việt Nam quá hèn nhát. Cho tới giờ phút này đánh Mỹ chửi Mỹ thì tủ thứ hết, đụng tới Cộng sản Trung Quốc thì quý vị thấy rồi, nhất là trong giai đoạn này nữa, và nhất là Trung Quốc đang tập trận trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nữa. Thì quý vị, cái vấn đề này là quý vị tự hỏi Cộng sản nha. Và tôi đã nói rất nhiều lần, Cộng sản trên cái miệng của nó, trên cái miệng của họ thì lúc nào là không đứng phía này chống phía kia, nhưng mà trên thực tế họ đã đứng hẳn về phía Trung Quốc. Tôi nói với quý vị rồi, tại sao giá xăng ở Việt Nam 30.000 đồng mà xăng ở Malaysia chỉ có 12 đồng? Tôi đâu biết đâu, ở Malaysia đâu có xài tiền Việt Nam. Ở Malaysia hoàn toàn họ xài đồng mã kim chứ đâu có xài đồng Việt Nam đâu, mà nói là 12.000 đồng tiền Việt Nam. Theo tôi biết là ở bên đó, tôi từng sống ở Malaysia ở trong trại tị nạn, ở bên đó xài đồng mã kim chứ làm gì có xài tiền Việt Nam mà 12 đồng ngàn đồng. Tiền Việt Nam là giấy mà làm sao mà đi xài ở nước khác được nha. Rồi tiếp tục. Sớm một tiếng bàn phòng, no không có sớm mà là bên Mỹ đổi giờ, cho nên tôi bị trễ 11 phút chứ không phải sớm nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok, hãy cho anh Phong và mọi người được nghỉ ngơi lỗ tai bằng cách không nói về Ukraine và trừ khi NATO đổ cùng vào hôm nay. Đó, cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta mở rộng đề tài, bởi vì có cả một tuần có 2 ngày để chúng ta nói những đề tài khác thôi. Nếu quý vị tập trung vào tài sự thì cũng giống như mỗi ngày thôi nha. Anh Nha Phong nhận định thế nào về Trung Quốc và Đài Loan, nếu Trung Quốc nổ súng thì tình hình sẽ ra sao, có lan rộng cả khu vực không anh? Theo tôi biết, cuộc chiến này có thể lan rộng ở khu vực Bắc Á nhưng chưa chắc lan rộng vào khu vực Đông Nam Á. Lan rộng khu vực Bắc Á là bởi vì khi mà Trung Quốc nổ súng vào Đài Loan, Nhật đưa quân bảo vệ, thì nó sẽ lan rộng cuộc chiến từ bờ biển của Đài Loan qua tới bờ biển của Nhật Bản. Thì cuộc chiến này có mở rộng ở khúc đó chứ không có mở rộng xuống Đông Nam Á hay là xuống Nam Thái Bình Dương. Tại vì trên nguyên tắc thì khu vực ở Đông Nam Á không có dính líu gì tới cuộc chiến này, nhưng Nhật khẳng định cái an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật, cho nên nếu như Trung Quốc tấn công, Nhật sẽ phải bảo vệ Đài Loan. Nhật sẽ tham chiến trực tiếp, và điều này có nghĩa là cuộc chiến sẽ mở rộng ở khu vực Đông Bắc Á nha. Rồi tiếp tục. Nếu nếu chính quyền Joe Biden dám thừa nhận Đài Loan là một nước độc lập, tôi sẽ bầu cho đảng Dân Chủ cả đời. Thật sự quý vị, bây giờ dù muốn không muốn, Joe Biden phải đi nước này. Tại vì nó là cái chiến lược của Hoa Kỳ, Joe Biden không cãi lại được.
Có điều là ông ta đi chậm hay đi nhanh thôi. Hoặc là ông ta chờ tới cái những cái năm cuối cùng của nhiệm kỳ ông ta mới làm một phát một là tháo gỡ ra luôn để ông ta phủi trách nhiệm. Để không có bị chỉ trích nhiều, hay là không có bị cái đám mà lobby của Trung Quốc nó làm phiền ông ta nhiều. Có thể ông ta làm như vậy. Có điều là cái chuyện mà thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập là xu thế không cản được rồi. Bất kể Joe Biden hay tổng thống nào khác lên cũng vậy, bởi vì nó là chiến lược của Hoa Kỳ quay trục về Á Châu nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua những cái gì đây, tại vì tôi phải quay trở lại nữa, không thôi là mất hết tất cả cái comment khúc nào của các bạn nha. Tân tổng thống Nam Hàn tuyên bố sang bằng Bắc Hàn thì chọc cho Kim Jong Un bắn tên lửa mỗi ngày quá. Chưa biết được, thì ổng lên ổng diều hâu như vậy và ổng cũng tỏ ra cứng rắn với lại Trung Quốc. Thì những kẻ nào mà thích Bắc Hàn thì họ không muốn ông này thay lên làm tổng thống. Còn nhiều người khác thì vẫn muốn ông ta làm tổng thống. Bởi vì cái bài toán Bắc Hàn có đôi lúc phải tới lúc phải giải quyết dứt khoát một lần nha. Vì sao chú Phong lạc quan rằng Đảng Cộng Hòa lấy được lưỡng viện năm nay dù chưa giải quyết được để vấn đề kia? Ok, thứ nhất là vấn đề đó không cần phải giải quyết nữa, chúng ta đã nhìn thấy rồi. Những gì mà nước Mỹ làm là họ nhìn ra phía trước chứ họ không có đào bới phía sau. Những gì đã qua rồi là họ đi tới phía trước, họ thấy được cái vấn đề rồi thì họ sẽ điều chỉnh. Do đó người Mỹ không có thói quen suốt ngày đi đào bới chuyện cũ. Đi đào bới chuyện cũ là cái chuyện mà nước Mỹ không. Nếu nước Mỹ mà đi đào bới chuyện cũ đó thì hôm nay Hiệp định Paris đã được xét lại. Bởi vì người Mỹ có thói quen là nhìn về phía trước, không đào bới chuyện cũ nữa. Họ nhìn thấy vấn đề của đó rồi thì họ nhắm vào phía trước và họ đi điều chỉnh. Do đó, Đảng Cộng Hòa có thể nắm được lưỡng viện. Đó là cái tin tưởng của tôi. Ok. Thứ nhất, thứ hai là lần này cái chính sách thất bại của Joe Biden và chính sách cực tả của đám cấp tiến trong dân chủ đã khiến cho người dân Mỹ chịu không nổi rồi. Đó, tình trạng lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm. Giá dầu thô bữa nay đã lên trên 130 đồng rồi. Và giá xăng bây giờ lên 5-6 đồng một galon rồi. Thì bắt buộc những cái này nó làm cho người Mỹ phải chọn đảng đối lập để kềm chế bên hành pháp. Do đó là bên Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm lại được ít nhất là một trong lưỡng viện quốc hội nha. Rồi tiếp tục. Tại sao quân đội Nhật Bản nếu đối đầu trực tiếp với Trung Quốc thì quân đội Trung Quốc có sợ và ngán một với một? Đơn giản thôi, bởi vì trong quá khứ lẫn hiện tại họ không bằng quân đội nước Nhật. Trong quá khứ Bắc Kinh và những triều đại trước của họ chưa bao giờ đụng đến từ một cái mảnh đất nào của nước Nhật cả. Trong quá khứ lịch sử và trong hiện tại thì kỹ thuật của Trung Quốc khoe khoang quá nhiều, nhưng mà thật sự quý vị, họ chưa bằng 1% kỹ thuật về quân sự của những nước Nhật. Tôi nói chưa bằng 1% kỹ thuật quân sự của nước Nhật. Ngay cả những cái thiết bị quân sự của họ nằm ở trong PLA đó vẫn phải nhập cản một số những cái thiết bị bằng cái kỹ thuật luyện luyện thép của Nhật Bản nữa. Do đó họ sợ là phải. Và thứ ba nữa là cái uy thế của Nhật Bản hiện nay. Gần như là Nhật Bản hiện nay cái uy thế của họ trùm cả Á Châu và trùm cả thế giới luôn. Trung Quốc không có tư thế này. Trung Quốc có thể là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, có thể là nước lớn nhất thế giới về dân số, nhưng cái uy thế đứng đầu thế giới Trung Quốc không có, nước Nhật mới có. Cho nên họ ngán nước Nhật là như vậy nha. Rồi ok. Trung Quốc nào tấn công Đài Loan? Đài Loan, Macau, Hồng Kông chỉ là một thôi. Gì? Đài Loan, Macau, Hồng Kông chỉ là một thôi. Đâu có. Đài Loan, Macau, Hồng Kông hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Họ là những vùng lãnh thổ đáng lý là độc lập. Macau và Hồng Kông đáng lý là độc lập. Nhưng đáng tiếc là nằm dưới tay Cộng sản thì bây giờ nó thành giống nhau thôi nha. Cái văn hóa sống của những người ở Hồng Kông, ở Macau và ở Đài Loan hoàn toàn khác hẳn với Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục.
Em hỏi mẹ em lúc mà Mỹ rút khỏi Việt Nam, bà nói do cộng sản, do Việt Nam Cộng hòa tham nhũng nhưng không lo đánh, Mỹ bảo trợ nhưng hết tiền Mỹ không phải không? No, mẹ em nói bậy. Mẹ em không hiểu gì về về hai cụ cả. Bây giờ tham nhũng của cộng sản bao nhiêu rồi? Và số tiền bây giờ Mỹ tài trợ cho Việt Nam so với 400 triệu cuối cùng mà Việt Nam Cộng hòa bị từ chối. Bây giờ mức độ cộng sản là nằm trong số 20 quốc gia tham nhũng nhất thế giới luôn. Cho nên mẹ em nói sai rồi. Mà em bị cộng sản tuyên truyền rồi nha. Ok. Rồi tiếp tục. Nếu gỡ bỏ cấm vận và giao du với Iran nhiều hơn có Phật ý Saudi Arabia hay không? Vì hai nước này có hiềm khích với nhau từ lâu về chính trị, về tôn giáo. Điều chắc chắn chỉ cho Hoa Kỳ chỉ có thể gỡ bỏ tất cả cấm vận và bang giao với Iran với điều kiện là Iran trở thành một nước dân chủ. Còn nếu như còn cái chế độ Iran còn bây giờ, dù Obama trước đây hay là Joe Biden bây giờ sẽ không làm gì được hết. Ngày nào chế độ còn cai trị tại Iran dưới quyền của ông lãnh đạo tối cao là Ayatollah Khamenei đó thì vĩnh viễn không có chuyện này. Vĩnh viễn không có chuyện này, và nếu như mà có thay đổi thì lúc đó có thể bang giao được. Tại vì cái sự hiềm khích này không phải từ những người dân của Iran và người dân của Saudi Arabia mà là do chế độ ở tại cai trị ở tại Iran và cái chính quyền của hoàng gia Saudi Arabia. Do đó khi mà nó bị lật đổ rồi thì đâu còn hiềm khích nữa. Đâu phải hiềm khích giữa hai dân tộc đâu. Hiềm khích này là giữa những người cầm quyền với nhau mà. Hai cái khác nhau nha. Rồi tiếp tục. Chú Phong cho con hỏi tại sao chính quyền ông Dương Văn Minh đầu hàng vậy? Bây giờ đi hỏi không phải chính quyền mà cá nhân ông ta. Lúc đó ông ta yêu cầu ông Trần Văn Hương nhường chức tổng thống để ông ta có giải pháp để mà đối đầu với cộng sản. 2 ngày sau ông ta tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Thì bây giờ quý vị đi hỏi ông chứ làm sao biết được. Mang danh là đại tướng mà hèn tới mức như vậy. Trong khi lúc đó quý vị, ông Thiệu lên làm tổng thống, ông mới mang hàm thiếu tướng thôi. Hay là trung mang hàm thiếu tướng thôi. Còn Dương Văn Minh đã là đại tướng từ lâu. Thế là có việc hỏi Dương, hỏi gia đình của Dương Văn Minh. Ông ta nói là ông ta có giải pháp để mà giải quyết cái cuộc chiến này với cộng sản. Thì cụ Trần Văn Hương mới nhường. Cuối cùng là tưởng sao, ông tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và ra lệnh cho tất cả binh sĩ Việt Nam Cộng hòa buông súng. Đó là cái việc đi hỏi ổng nha. Rồi tiếp tục. Wow, nó đẩy lên ngược nhiều quá nha. Hôm nay các bạn vô hơi nhiều và comment khá nhiều. Rồi, hôm nay xin phép những cái nào liên quan tới Ukraine tôi tạm thời để qua một bên. Là bởi vì ngày thứ bảy chủ nhật có nhiều khán giả nhu cầu hỏi điều khác, họ đợi 2 ngày thôi. Cho nếu mà các vị tiếp tục dí vào Ukraine thì tôi sẽ không trả lời. Ngày thường, trong chương trình mà thời sự tôi sẽ giải thích và trả lời. Nhưng mà hôm nay thứ bảy chủ nhật thì nó dành cho nhiều cái đề tài khác nhau nhiều hơn. Do đó quý vị nhớ là đừng có tập trung vào cuộc chiến nha. Rồi tiếp tục. Trung Cộng đóng cửa khẩu mấy tháng nay, tỉnh miền Bắc ăn mít thành long à tại gì ở gì thăng long xoài dưa hấu cái gì đây để như gì á, dễ như cho, trời ơi giết một cái khổng. Ok, thì quý vị, tôi đã nói với quý vị, khi nền kinh tế bị lệ thuộc nó là như vậy. Khi nền kinh tế bị lệ thuộc nó là như vậy. Cộng sản chưa bao giờ minh bạch. Và cho tôi biết tổng số lượng xuất cảng của Việt Nam ra nước ngoài là bao nhiêu, trong đó Trung Quốc chiếm bao nhiêu tổng số lượng xuất cảng của Việt Nam. Có bao giờ cộng sản minh bạch chuyện này không quý vị? Có bao giờ mỗi ngày nó đăng báo nó cho biết ô cái ngạch xuất cảnh cái ngạch xuất cảng của Việt Nam ở tại Trung Quốc là bao nhiêu, ở Âu Châu là bao nhiêu, ở Hoa Kỳ là bao nhiêu không? Nó không bao giờ minh bạch cả. Cho nên quý vị, cái chuyện mà bây giờ lệ thuộc và phải chịu đựng cái sự gọi là ăn hiếp của Trung Quốc này, ráng chịu đi nha. Ok, nếu xăng thêm lên thêm thì biến động xã hội của Việt Nam có thay đổi không anh? Tôi không nghĩ vậy. Với cái tinh thần của người dân bây giờ đó thì bây giờ quý vị có đạp họ vô quan tài họ cũng không phản kháng được nữa, họ không dám phản kháng nữa. Đạp họ vô quan tài đóng đinh lại họ cũng không dám phản kháng nữa. Cho nên tôi cũng không nghĩ rằng giờ phút này mà giá xăng lên cỡ nào là sẽ thay đổi xã hội tại Việt Nam. Với cái tinh thần của người Việt Nam, của những người Việt trong nước bây giờ, nó bị cộng sản gọi là gieo rắc cái sự sợ hãi tới mức mà gọi là tột đỉnh rồi, không còn hơn được nữa. Do đó bây giờ quý vị có đá họ vô cho quan tài đóng nắp lại họ cũng không dám phản kháng nữa.
nha. Rồi tiếp tục. Em thấy trường hợp Việt Nam Cộng hòa Afghanistan và Ukraine tương đồng đều bị đảng Dân Chủ ép tổng thống phải từ chức. Em xem video ông Thiệu bị người Việt tị nạn chất vấn, ông còn nói bị ép từ chức. Thì thực sự ông đã từ chức trước khi mà Cộng sản tiến vào. Tức là đám Dân Chủ nó ép ông từ chức là để nó không thôi là nó. Mà cuối cùng ông từ chức rồi nó vẫn cắt bỏ ngân sách. Ông từ chức rồi nó vẫn cắt bỏ ngân sách. Tức là ông sẵn sàng từ chức để có thêm ngân sách về quốc phòng. Nhưng mà rốt cuộc quý vị, ông từ chức rồi nó vẫn cắt bỏ ngân sách như thường. Thì không có ngân sách làm sao mà mua súng đây, làm sao có đạn đây. Là bởi vì lúc đó họ lại không muốn mình sản xuất vũ khí, họ không muốn Việt Nam Cộng hòa làm cái vai trò này. Do đó quý vị, có những cái cộng sản nó chụp mũ nhiều lắm, mà tôi đã giải thích trong mấy lần cho các bạn biết rồi. Thứ nhất là trong cái thời đại điểm đó nền kinh tế của Việt Nam phát triển khá tốt, nhưng cộng sản chụp mũ là Mỹ tài trợ kinh tế. Mỹ nào tài trợ kinh tế trong suốt 20 năm, từ năm 1954 cho tới năm 1975, Mỹ chưa tài trợ một đồng kinh tế nào cho Việt Nam cả. Họ chỉ tài trợ về vấn đề quân sự đối đầu với Cộng sản thôi. Còn nền kinh tế của miền Nam Việt Nam là do họ đứng trên đôi chân của họ. Có điều là lúc đó trong cái hiệp ước chúng ta không thể sản xuất vũ khí, không thể tự mình sản xuất vũ khí. Do đó buộc lòng phải nhập cảng từ Mỹ, mà nhập cảng từ Mỹ, nhập vũ khí từ Mỹ thì Mỹ vì đổi lại cái việc mà chúng ta không sản xuất vũ khí thì họ đồng ý cấp tín dụng quân sự cho Việt Nam, cho Việt Nam Cộng hòa. Thì cái câu chuyện nó rất là rõ ràng. Nhưng mà những cái tay ma bùng ở trong cái thể chế Việt Nam Cộng hòa trước đây, những tay báo chí cánh tả đó, cộng thêm cái đám cộng sản nó tuyên truyền là từ cái việc tài trợ vũ khí đối đầu với cộng sản trở thành tài trợ kinh tế và miền Nam phồn thịnh là nhờ Mỹ. Tài trợ Mỹ nào tài trợ, quý vị thấy mấy chục năm nay Mỹ có tài trợ kinh tế cho không tiền của ai không? Không có. Mỹ có thể đầu tư hỗ trợ đầu tư cho vay, chứ Mỹ nào mà tài trợ kinh tế. Cho nên cộng sản nó cố tình nó tuyên truyền tầm bậy tầm bạ. Và thứ hai, ông Thiệu từ chức nhưng mà cuối cùng đám của Joe Biden vẫn và vẫn không giữ lời cam kết là họ tiếp tục bỏ phiếu chống lại cái ngân sách quốc phòng lúc đó 400 triệu Mỹ kim, trong khi bây giờ quý vị thấy cái ngân sách giúp cho Ukraine là bao nhiêu tiền, cái ngân sách vừa hỗ trợ nhân đạo vừa giúp cho Ukraine là 13,6 tỷ Mỹ kim so với ngân sách 400 triệu ngày xưa của Việt Nam Cộng hòa. Thì quý vị thấy rồi đó. Và cộng sản nè bây giờ nè, thứ nhất là gì? Mỗi một năm cái chương trình mà xóa đói giảm nghèo đó ngậm bao nhiêu tiền của USA? Và bao nhiêu cái chương trình mà gọi là giúp đỡ không hoàn lại cho của Hoa Kỳ, cho Cộng sản Việt Nam, cộng lại tất cả số tiền đó quý vị, cũng mấy tỷ bạc. So với 400 triệu của năm 1975, để mà 400 triệu đâu phải nó đưa tiền mặt, vũ khí trị giá 400 triệu Mỹ kim. Do đó quý vị, có những cái tin mà nhiều, thứ nhất là những tiền bối của tôi không nói được tại vì họ bị bịt miệng. Cái đám báo chí cánh tả gốc Việt ở đây đó, nó che đậy hết. Nó hùa theo cái đám báo chí cánh tả Mỹ, nó không có dám, nó không muốn hỏi về những chuyện này. Và đám này bây giờ vẫn còn đang hoành hành trong cộng đồng người Việt đó. Thứ nhất, thứ hai là gì? Thứ hai nữa là quý vị thấy rõ ràng là trước khi mà chúng ta qua Mỹ, người Việt không hiểu gì hết là cứ bị tuyên truyền như vậy. Bây giờ chúng ta sống ở Mỹ mấy chục năm rồi, nhìn thấy cái hệ thống quốc hội làm việc, nhìn thấy cái hệ thống hành pháp làm việc rồi, làm sao bị bịp được nữa. Tiền đó chi ra như thế nào, như thế nào, thế nào hết là chỗ nào quyết định, chúng ta đều biết hết. Chúng ta đều biết hết. Đó, quý vị thấy, ông Joe Biden muốn xin tiền cho Ukraine cũng phải chờ quốc hội approve. Vậy thì năm xưa ông Nixon muốn xin tiền tài trợ cho Việt Nam Cộng hòa trong vấn đề quân sự cũng phải chờ quốc hội approve. Mà quốc hội lúc đó đảng Dân Chủ nó phản đối. Mà người đứng đầu chính là Joe Biden, ông tổng thống bây giờ đó. Thì quý vị nhìn thấy là quý vị biết biết rõ tiền nó từ đâu ra, không phải ông tổng thống muốn ký là ký.
Nó phải được sự chấp thuận của quốc hội, mà lúc đó toàn bộ đa số quốc hội là ai? Họ chiếm đa số giống như bây giờ vậy đó. Quý vị phải hiểu rõ, khi mà chúng ta qua lúc trước chúng ta ở ngoài nước Mỹ, chúng ta ở Việt Nam, chúng ta không hiểu tình hình thì ô chắc là thằng Mỹ nó tài trợ, thằng Mỹ này thằng Mỹ kia. Bây giờ sống ở Mỹ mấy chục năm rồi, mình thấy được cái system, cái hệ thống của họ hoạt động như thế nào thì mình phải hiểu được câu chuyện của ngày xưa chứ. Nhưng mà cái đám báo chí cánh tả đây vẫn còn bịp bợm, tụi nó háo hức lắm. Cái câu chuyện nào mà liên quan tới những cái sự đặc này á thì tụi nó nói rất là hời hợt, nhưng mà cái nào mà liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa mà những cái chuyện tiêu cực á, nó nhảy vô nó khai thác triệt để luôn, một cọng tóc nó cũng nói tới luôn. Đó là cái cuộc chiến này, cho quý vị nhìn thấy được cái cuộc chiến ở Việt Nam Cộng Hòa như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok, Taiwan đã được Tổng thống Trump đến thăm, đã được thừa nhận một quốc gia độc lập. Taiwan biết ơn. No, Tổng thống Trump chưa hề tới thăm tọa Đài Loan. Mặc dù rằng có một cái điều rất là đặc biệt cho tới ngày hôm nay vẫn là câu hỏi nhiều người vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tại sao khi mà ông Trump đắc cử năm 2016 thì quý vị đêm hôm đó có cả mấy chục lãnh đạo trên thế giới gọi điện thoại chúc mừng sau khi bà Hillary Clinton đọc bài diễn văn thua cuộc, thì ông Trump không nhận điện thoại, mà duy nhất cái người trong đêm hôm đó ông nhận điện thoại là bà Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan. Rồi qua ngày hôm sau ông mới nhận điện thoại của những lãnh đạo khác, nhưng đêm hôm đó toàn bộ các lãnh đạo gọi tới tấp, ông không trả lời, và duy nhất chỉ có một người mà ông trả lời là bà Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan. Thì quý vị biết rõ là câu chuyện cái chiến lược chuyển trục Hoa Kỳ và Đài Loan có cái chỗ đứng như thế nào, bắt đầu từ thời của ông Trump rồi. Và cho tới bây giờ, mặc dù ông đã ưu đãi và tất cả những gì Đài Loan yêu cầu ông Trump trong 4 năm cầm quyền đều đáp ứng hết, nhưng có một điều đặc biệt, ông chưa bao giờ gặp mặt Thái Anh Văn và ông cũng chưa bao giờ đặt chân tới đảo quốc Đài Loan. Nhưng mà ông đã ký tất cả những cái sắc lệnh để hỗ trợ và Đài Loan muốn mua bao nhiêu vũ khí ông cấp, Đài Loan cần cái gì ông cho hết, ông ký hết, ông đồng ý hết. Nhưng mà giữa ông và bà Thái Anh Văn chưa hề gặp nhau. Lần cuối cùng bà Thái Anh Văn bay qua bên Trung Mỹ và Nam Mỹ, có stop by bên Mỹ, nhưng mà cũng không gặp được ông Trump, chỉ gặp được một số thành viên trong quốc hội và nội các của ông thôi. Và bản thân ông Trump thì chưa bay tới Đài Loan bao giờ. Ông Mike Pompeo có bay tới Đài Loan, vừa rồi ông vừa tới viếng thăm Đài Loan xong, nhưng mà ông Trump thì chưa bao giờ cả nha. Rồi tiếp tục. Năm 1992 đi hội chợ Quang Trung ở Sài Gòn có gặp ông Nguyễn Xuân Oánh, được giới thiệu là Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh cho biết về ông Oánh có phải là ăn cơm quốc gia tham ăn cộng sản không? Thật sự quý vị, ông Oánh là một người chuyên môn. Cái này tôi nói thật, ở bên đây có một số những thành phần cánh tả nó chửi bới, nó đánh ông Oánh nhiều lắm. Nhưng mà nói thiệt, tôi nói thật một câu nha quý vị. Ông Oánh lúc mà trước khi mà ông tham gia chính quyền của Sài Gòn thì ông là chuyên gia của Ngân hàng Quốc tế. Ổng làm việc cho Ngân hàng Quốc tế và ổng là một chuyên gia về kinh tế nhiều hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ngày hôm nay á, quý vị không bị đổi tiền nữa. Quý vị không bị đổi tiền nữa, không bị làm thịt nữa là quý vị phải cảm ơn ông Oánh á. Tại vì chính ông ta đã nói với Nguyễn Văn Linh là nếu quý vị cứ đổi tiền kiểu này là coi như cái nền kinh tế của quý vị sẽ từ 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 chết hết, bế tắc hết. Trước khi Nguyễn Văn Linh lên trở thành tổng bí thư đảng ở năm 85, 86 gì đó. Thì quý vị, ông Oánh là một trong những người mà giúp cho Cộng sản Việt Nam biết được cái việc mở cửa kinh tế. Từ thời của Võ Văn Kiệt cho tới Nguyễn Văn Linh rồi. Cho nên đứng một cái góc nhìn thì ông ta là một chuyên gia đối với một số những người mà gọi là cái gì ở bên đây đó, là một số thành phần nó chụp mũ cho ông rất là nhiều. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá ổng là một chuyên gia về kinh tế. Và nếu như gặp một cái đất nước mà không có bị cái tình trạng chiến tranh hay bị phân hóa hay bị cộng sản xâm chiếm thì có lẽ ổng sẽ là một trong những người đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam.
tại vì ổng là người đã làm việc rất nhiều với lại World Bank, ổng làm việc rất nhiều với định chế tài chính thế giới, ổng có kinh nghiệm như thế nào để làm để mà điều hành cái cuộc máy kinh tế quốc gia. Đáng tiếc cộng sản nó đi theo hướng của nó nghe ổng, nó không đổi tiền thôi, những cái hướng khác nó dẹp hết, nhưng cuối cùng nó phải mở cửa kinh tế, cuối cùng nó phải mở cửa kinh tế, nếu không là nó sập đổ. Ổng nói đúng, nó sập nhờ nó nghe lời ổng một phần, cải tổ cả mở cửa kinh tế mà cộng sản còn tồn tại tới ngày hôm nay. Cho nên có nhiều người chỉ trích ông Quánh, nhưng mà lúc đó ổng đứng trên tinh thần ổng nhìn thấy người dân ăn khoai độn không à, nó khác. Cho nên là tôi sống qua cái thời đó ở Việt Nam, tôi biết trước, tại vì trước năm 1984 tôi vẫn còn ở Việt Nam, là lúc đó là ăn cơm độn, ăn mì độn, tất cả là nền kinh tế nó kéo cả nước xuống nghèo khó hết luôn. Nó dồn tiền tất cả nó trả nợ cho Nga Xô và Trung Quốc. Nó trả Nga Xô thì đúng hơn, Trung Quốc thì không có, Trung Quốc nó xù nợ năm 79 rồi. Nó trả nợ cho Nga Xô thì đúng hơn. Thì quý vị, cái câu chuyện đó là như vậy. Và ông Oánh là cái người chồng chính thức của nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Thì con của ổng là Dũng thì đang sống ở gần chỗ tôi, ở dưới ở vai nè, cách tôi khoảng chừng nửa tiếng lái xe nha. Rồi tiếp tục, Trung Quốc đang chờ cơ hội thống nhất Đài Loan, thật sự Đài Loan không thể thủ mãi được, nó muốn cái thống nhất đừng có tới nó thống nhất chiếm đóng của người ta thì cũng hơn thống nhất con khỉ gì. Đài Loan chưa bao giờ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Tôi đã từng giải thích với tất cả mọi người rất nhiều lần. Đài Loan cái đảo quốc họ nằm riêng biệt. Họ có cái nền văn hóa tương đồng với lại phía Nam Thái Bình Dương và phía Nhật Bản nhiều hơn. Là do chính những kẻ ở Trung Quốc ra ngoài từ ở Trung Hoa lục địa xông qua cái lãnh thổ Đài Loan để mà sinh sống, đầu tiên là sinh sống thôi, rồi đến khi mà Tưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông mới đưa toàn bộ qua chiếm đóng toàn bộ đảo quốc Đài Loan để lập ra một cái tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Đảo quốc Đài Loan chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc cả. Cho nên đừng có dùng cái chữ thống nhất tội nghiệp cho Đài Loan. Đó là sự xâm lăng không khác gì Nga xâm lăng Ukraine bây giờ hết nha. Rồi tiếp tục. Ở phương Tây, Đức có thể là kẻ phá hại trong mọi chiến lược. Đức là cả chính là gánh nặng yếu đuối nhất và phụ thuộc năng lượng vào kẻ thù. Dạ. Trong bản báo cáo, một cái điều tức cười lắm quý vị. Khi mà bà Angela Merkel đánh bại ông Gerhard Schroeder thì bà ta cáo buộc là ông ta quá lệ thuộc nguồn năng lượng vào Trung Quốc và đã lập ấy vào Nga và lập ra cái ống dẫn dầu Nord Stream Pipeline 1. Nhưng mà tới thời của bà ta 16 năm làm thủ tướng thì cuối cùng từ 44% lệ thuộc năng lượng vào Nga lên tới 55% năng lượng thuộc vào Nga. Rồi chính bà ta ký sắc lệnh để thành lập cái ống dẫn dầu Nord Stream Pipeline 2 luôn. Do đó quý vị, lệ thuộc năng lượng của Đức đã khiến cho Đức là một kẻ chuyên môn phá đám ở trong Liên hiệp Âu Châu và kể cả ở trong Liên minh NATO nha. Rồi tiếp tục, cũng còn nhiều người vẫn chưa cảm nhận rằng Cộng sản Việt Nam gần như thuộc về Cộng sản Trung Quốc. Việt Nam chỉ còn cái tên trên bản đồ, rất buồn nhưng đó là sự thật. Tôi nói thật với quý vị, gần như là bây giờ nó chỉ còn cái tên thôi. Bây giờ quý vị thấy không? Người ta đó, quý vị thấy khi mà Tàu quân Trung Quốc vừa mon men tới đặt vùng kinh tế lãnh hải của Malaysia thôi. Ok, mà lúc Malaysia đang khai thác dầu khí thôi, là Malaysia đã gửi hai khu trục hạm, hai chiếc F-16 ra chặn liền, buộc tàu Trung Quốc phải đi về. Rồi Indonesia cũng vậy, vừa mon men tới khu vực vừa đặc quyền kinh tế thôi, là phía Indonesia đã đưa khu trục hạm ra là chặn liền tại chỗ, là tàu hải giám cho tới tàu quân sự Trung Quốc là chạy chối gần chết luôn. Còn bây giờ hải quân Cộng sản Trung Quốc tập trận ngay trong lãnh hải của Việt Nam, không phải lãnh hải mà ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì tất ngoại trừ Bộ Ngoại giao lên tiếng cho có lệ thôi, còn toàn bộ hải quân và quân đội Cộng sản Việt Nam im re hết. Thì quý vị thấy rồi đó, ngay cả cái tin tức cuộc tập trận này là để tìm kiếm cái là cuộc tập trận giả để tìm kiếm xác của chiếc Trinh Sát Cơ bị rớt, theo phía Đài Loan cáo buộc Cộng sản Việt Nam cũng không biết, ngay bờ biển của mình cũng không biết luôn, mà phải cho Đài Loan đưa tin luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là nó chỉ còn cái tên Việt Nam thôi, toàn bộ là lệ thuộc Cộng sản Trung Quốc hết nha. Rồi tiếp tục, wow,
À, lướt qua, ok. À, Hoa Kỳ và NATO ủng hộ quân sự. Ok rồi, bây giờ tôi đã nói rồi, hôm nay không nhắc tới Ukraine nữa nha. Ok. Anh ở Hoa Kỳ thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu vậy? Tùy theo tiểu bang. Thuế thu nhập thì nó gồm có thuế của liên bang và thuế của tiểu bang. Như tôi ở California mà tôi đang giờ qua Texas đó, thì quý vị, thuế cá nhân đánh cao lắm. Tôi đóng là tới 27% thuế cá nhân không đó, mà riêng là thuế của liên bang, rồi cộng thêm cái mức thuế của tiểu bang nữa, là thuế cá nhân nha, tùy theo mỗi tiểu bang. Còn nếu mà tính về cái ngạch thuế của liên bang đó, thì một cá nhân mà không có chăm sóc cho gia đình mà ở cái tuổi trẻ một chút đó, thì cái thuế rất là cao. Còn nếu như mình có chăm sóc một hai người, mình claim thuế mình lấy về đó, thì nó giảm hơn một chút. Nhưng nếu mình chỉ là độc thân một mình, không có cần phải chăm sóc cho vợ, cho con, cho ai hết á, thì cái thuế mức từ 27 cho tới 32% nha. Rồi tiếp tục. Nhật Bản mà đánh nhau với Trung Quốc, chưa chắc Trung Quốc đánh bại được Nhật Bản vì kỷ luật về quân đội Trung Quốc còn quân đội hơn Trung Quốc, còn về kỹ thuật quân sự Nhật vẫn là Nhật Bản giỏi hơn về hải chiến nữa. Thì tôi nói quý vị cứ nhìn trên lịch sử và cứ nhìn trên thực tế, thì quý vị sẽ biết được, bất kể Bắc Kinh muốn khoe khoang cỡ nào khoe khoang, nhưng trên thực tế và lịch sử là Nhật đánh bại Trung Quốc, chứ Nhật Trung Quốc chưa bao giờ đụng được tới một cái inches nào về lãnh hải của và lãnh thổ của Nhật Bản. Đó là thực tế. Thứ hai là về mặt kỹ thuật, Trung Quốc khoe khoang robot rồi xe này nọ, tất cả nếu không có Nhật, Trung Quốc có được không? Đó, bây giờ Trung Quốc khoe khoang là chế xe điện rồi làm này, không có kỹ thuật của Nhật, Trung Quốc chế được không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là sáng tạo của người Nhật. Trung Quốc chỉ là kẻ đi ăn cắp sáng tạo và đi xin xỏ sáng tạo của người khác thôi. Chứ họ chưa bao giờ sáng tạo được cái gì hết. Rõ ràng chưa quý vị? Rồi tiếp tục. Giá cả mọi thứ tăng vậy mà cửa hàng cố ý đóng cửa làm cho thị trường hỗn loạn, nhiều cơ hội kiếm tiền ngon lành. Đó là cách của bên Việt Nam, là do cái văn hóa, tôi đã làm một cái chương trình đặc biệt về việc này rồi. Ở bên Mỹ á, khi mà mọi thứ hàng hóa đều thiếu, giống như bây giờ đi, cũng thiếu tùm lum hết á, thì lại có một số cây xăng mở ra giảm giá nửa giá luôn, dành một ngày nửa giá cho người đổ xăng. Hay là thực phẩm bị thiếu thì tự động có một số cửa tiệm ở bên Mỹ đó, họ sẽ bán giá rẻ hoặc họ cho miễn phí những người ở xung quanh cái địa phương họ sống. Thì quý vị, nhưng ngược lại ở Việt Nam đó thì bất kể chuyện gì cũng thành một cái mối làm ăn cả. Bây giờ xăng thiếu thì nó thành mối làm ăn của xăng, mặt hàng thiếu nó trở thành mối làm ăn của mặt hàng, tức là trục lợi, giấu hàng lại cho nó khan hiếm, đưa giá lên cao. Thì quý vị, đó chính là cái nền giáo dục khác nhau nó như vậy. Cái nền giáo dục của Cộng sản nó giảng dạy sự ích kỷ tham lam. Còn cái nền giáo dục của khối Tây phương và xã hội dân chủ và tự do, họ giảng dạy cái lòng nhân bản và biết vì cộng đồng. Tôi đã giải thích trong cái Hilton nhật ký cho quý vị về cái sự khác, và cái chương trình đặc biệt về cái sự khác biệt giữa hai cái nền văn hóa rồi. Của Cộng sản là như vậy. Và đừng đổ thừa cho dân Việt Nam. Đó là văn hóa giáo dục của Cộng sản tạo ra những thế hệ kế tiếp, nó là như vậy. Còn người dân Việt Nam từ trước 75 hay trước năm 1954 ở ngoài Bắc, họ không có như vậy. Họ có tinh thần tương trợ rất cao. Và họ có tinh thần cộng đồng rất cao. Nhưng mà sau khi Cộng sản cưỡng chiếm ngoài Bắc từ năm 1954, thì cái văn hóa ích kỷ đấu tranh dòm ngó lẫn nhau để mà mét bu hay là mét đảng đó, nó đã xảy ra. Rồi đến năm 1975 nó kéo vào trong miền Nam cũng y chang như vậy luôn. Rồi cái nó giáo trong môi trường giáo dục nó giảng dạy những cái sự ích kỷ và tham lam, cho nên những thế hệ sau này sinh năm 80, 90 đó, nó trở nên ích kỷ, nó chỉ biết tiền thôi. Nó chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền thôi, nó không cần biết xung quanh nó là ai, nó không cần biết như thế nào. Nó có một cửa tiệm, thấy người ta thiếu hàng, nó đem cửa tiệm, nó đem đồ nó giấu hết.
nó để vài ba món ra để nó nâng giá lên ha, gấp 3, gấp 4 lần nó bán. Là bởi vì do chính cái văn hóa cộng sản, cái giáo dục cộng sản dạy cho nó như vậy. Chứ người Việt Nam từ trước 75 ở miền Nam và trước 54 ở ngoài Bắc không hề có chuyện này. Cho nên quý vị đừng đổ thừa, đây là tánh của người Việt Nam. Đây là cái giáo dục, tôi gọi là cái giáo dục bế tắc và cái giáo dục tuyên truyền tẩy não của cộng sản, nó dẫn tới hậu quả này nha. Rồi tiếp tục. Cái gì đây? Tại sao Macau ít biểu tình hơn Hồng Kông? Bởi vì Macau nó khác, Macau nó kinh doanh bằng sòng bài. Do đó, cái hệ thống của Bồ Đào Nha họ để lại nó khác với cái hệ thống của anh. Thì người dân bên đó họ yên ổn và họ ít người hơn. Cho nên nó ít hơn là ở Hồng Kông. Thì do đó họ dễ bị kiểm soát và những kẻ mà sau đó họ thỏa hiệp với chính quyền của Cộng sản Trung Quốc luôn. Nên người dân Macau ít phản kháng hơn. Còn người dân của Hồng Kông họ theo cái tinh thần của anh, cái giá trị của anh, họ mạnh mẽ hơn nha. Rồi tiếp tục. Bà Phương Hằng mới dám kêu gọi miền Nam tự trị chú. Bà Phương Hằng nào nói dám nói câu này? Bà Phương Hằng nào dám nói câu này? Bà đi nịnh mấy cái tên cộng sản gần chết luôn ở đó mà kêu bà nói câu này. Bà đâu có dạy. Bà nói câu này là tài sản mà mất hay ngay tại chỗ đó. Ở đó mà tự trị. Ok. 12 đại án tham nhũng của Cộng sản Việt Nam mới mỗi cái thất thoát 4.000 tỷ tới 12.000 tỷ. Thì các bạn gọi là đại án tham nhũng. Tôi thì tôi không gọi đó là đại án tham nhũng. Tôi nói nó là gì quý vị? Nó, tại vì ở bên đó nó gọi là tham nhũng có hệ thống. Cho nên không hề có đại án. Những kẻ bị đưa ra xét xử chỉ là những con dê tế thần. Để che đậy cho những kẻ đứng phía sau tiếp tục ăn thôi. Cho nên tôi không gọi nó là đại án gì cả. Tại vì ở Việt Nam tham nhũng là một hệ thống. Chứ không phải một cá nhân. Nếu các bạn gọi đại án tham nhũng có nghĩa là từng cá nhân tham nhũng. Nhưng ở Việt Nam tham nhũng của nó là một hệ thống từ trên xuống dưới, cho nên các bạn không thể gọi nó là đại án tham nhũng được nha. Rồi tiếp tục. Con ở Việt Nam có cách nào dự casting được không? Sorry con, phim chú quay bên Mỹ, nếu con có khả năng được qua được Mỹ và tự qua được Mỹ thì con có thể tham gia casting nha. Rồi chú Phong cho con hỏi, cộng sản còn tuyên truyền sau khi chiếm được Việt Nam cộng sản phải trả nợ cho nước Mỹ, cho Việt Nam Cộng Hòa, còn nợ của Mỹ, điều đó đúng không? Yes, đúng luôn. Nhưng mà quý vị, cái tiền nợ đó sau khi trả cho Mỹ làm cái gì? Là phía giống như tôi đã nói quý vị, là lúc mà đôi bên bang giao, cộng sản Việt Nam muốn bang giao lại, thì một trong những điều kiện, để tôi nói cho quý vị nghe, một trong những điều kiện mà Hoa Kỳ đồng ý bang giao lại, thứ nhất là phải để cho tất cả các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa rời khỏi Việt Nam. Thứ hai là tất cả tài sản của nước Mỹ ở đó phải trả lại cho họ. Thứ ba, tất cả những món nợ về quân sự mà trước đây nếu Cộng sản nói rằng họ tiếp quản cái miền Nam ở của Việt Nam Cộng Hòa thì họ phải tiếp quản luôn cái món nợ về tín dụng quân sự này. Họ phải trả. Họ phải trả để đổi lại được bang giao với nước Mỹ. Thì Cộng sản đồng ý ba điều này. Có điều nước Mỹ họ nhân đạo lắm quý vị. Cái tiền mà Cộng sản Việt Nam trả cho phía Mỹ về cái món nợ về quân sự của Việt Nam Cộng Hòa thì nước Mỹ không lấy, họ đem cái đó họ lập thành cái ngân quỹ mỗi một năm là 5 triệu cho tới 10 triệu đô la để tài trợ cho du học sinh của Việt Nam qua Mỹ học và những cái học bổng, đồng thời lấy một phần đó để tài trợ cho chương trình xóa đói giảm nghèo và một phần đó dành cho chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Mỹ không lấy một cách nào hết. Mỹ không lấy một cách nào hết. Tất cả tiền mà Cộng sản Việt Nam trả lại cho nước Mỹ, họ họ đưa lại hết. Nhưng trên nguyên tắc là như vậy. Khi mà Cộng sản Việt Nam bắt đầu tiếp xúc lại với Hoa Kỳ từ năm 1991 90, lúc đó là Tổng thống Bush đang đang làm, thì ông Bush đã làm theo cái chính sách của ông Ronald Reagan trước đây, theo lời yêu cầu của tướng Westmoreland, thì điều kiện đầu tiên tiên quyết là phải đưa tất cả quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị bức hại trong nhà tù qua Mỹ định cư và gia đình của họ. Và chính ông Bush
đã phái con của mình là Jeb Bush đích thân bay tới Việt Nam. Thì Cộng sản Việt Nam đồng ý, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, tất cả tài sản của chính phủ Mỹ trước đây phải trả lại cho họ. Tức là tòa đại sứ cho tới những cái miếng đất mà họ đã mua là phải trả lại cho họ. Có điều là Cộng sản nó không trả được. Nó không trả được là bởi vì nó trên cái hiến pháp của nó, đất đai là của toàn dân mà. Cho nên đó, nó chỉ đưa cái quyền ký 99 năm coi như một cái hình thức trả lại thôi. Ok. Và thứ ba là nếu như Cộng sản Việt Nam nói rằng ô chúng tôi tiếp quản tất cả quyền lực của chính phủ miền Nam Việt Nam, tức là chính phủ Sài Gòn. Họ dùng, họ không giống dùng chữ Việt Nam Cộng Hòa, họ dùng chữ chính quyền Sài Gòn, quý vị. Chúng ta tiếp quản lại sự quản trị, quản lý đất nước của chính quyền Sài Gòn. Nếu tiếp nhận và quản lý trở lại mà không dùng chữ xâm chiếm, nếu Cộng sản dùng chữ xâm chiếm, họ không cần trả nợ. Nếu họ dùng chữ xâm chiếm miền Nam Việt Nam, thì Mỹ không đòi nợ họ được. Nhưng bởi vì họ nói với Mỹ là họ đi tiếp quản lại, thì khi anh tiếp quản cái mảnh đất đó thì anh phải tiếp quản luôn những món nợ đó. Ok, giải thích cho tất cả mọi người hiểu rõ. Và số tiền đó nước Mỹ không nhận lại, mà họ bỏ vô cái quỹ, nó nằm ở trong cái quỹ của US Act, là cái quỹ cứu trợ của Hoa Kỳ, nằm và quản lý bởi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Cái US Act đó nó nằm ở trong cái Bộ Ngoại giao. Họ dùng cái đó ra, họ tài trợ một năm là 5 triệu Mỹ Kim để mà cấp học bổng cho du học sinh Việt Nam qua Mỹ học. Nhưng cái này thì đám quan chức, con cái quan chức nó đớp hết rồi. Thứ hai là tài trợ cho những cái chương trình xóa đói giảm nghèo ở những vùng thôn quê hẻo lánh và vùng cao nguyên. Thứ ba là một phần để giúp cho phía Cộng sản Việt Nam có thể xây dựng hạ tầng cơ sở, tức là đường xá, cầu cổng, đại khái như vậy. Thì giải thích cho mọi người một lần để mọi người hiểu rõ tại sao Cộng sản đăng báo là đã trả dứt nợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Nợ đó là nợ gì? Đó là nợ mua vũ khí, tín dụng quân sự mà tôi đã nói với quý vị. Họ cho mình vay số tiền, tức là mình mua vũ khí mà không cần trả tiền trước. Đó là gọi là tín dụng quân sự. Thì Việt Nam Cộng Hòa là một trong những quốc gia rất hiếm hoi trước năm 1975 được cái tín dụng này. Mới đây nhất, Đài Loan cũng là một trong những vùng lãnh thổ rất hiếm hoi được cấp lên tới 2 tỷ tín dụng quân sự. Không phải nước nào cũng được Hoa Kỳ cấp tín dụng quân sự. Ai mua vũ khí là phải trả tiền liền. Trừ những nước đồng minh và nằm trong chiến lược của Hoa Kỳ mới được quyền có được cấp cái tín dụng quân sự từ Quốc hội của Hoa Kỳ. Thì đó năm 73-74 là nó cắt đó quý vị. Năm 74 là nó cắt liền tại chỗ luôn. Cắt tín dụng quân sự luôn. Nha quý vị. Đó là cái câu trả lời cho tất cả mọi người hiểu rõ để đừng có bị cái đám Việt Cộng nó tiên truyền tầm bậy tầm bạ nha. Rồi tôi nghĩ nước nào sinh ra nhà bác học thì nước đó làm chủ kỹ nghệ Trung Quốc. Tôi ra không thấy nhà bác học nào sinh ra ở Trung Quốc mà tôi ra chưa tới. Đó, sinh ra không phải là cái nơi gốc. Họ sinh ra là một lẽ, nhưng mà họ sống và lớn lên được giáo dục đào tạo ở môi trường nào thì môi trường đó mới sở hữu cái trí tuệ của họ. Chứ họ đẻ ra, bây giờ họ đẻ ra tận gốc ở Phi Châu, rồi một tuổi họ tới nước Mỹ, không lẽ tất cả tài sản nó thuộc về Phi Châu à? Phi Châu làm gì có khả năng đào tạo được những nhà khoa học như vậy? Đúng không? Cái vấn đề là cái môi trường sinh ra và lớn lên, tức là cái môi trường trưởng thành đó, thì nó về sở hữu về cái quốc gia đó và cái quốc tịch của quốc gia đó. Rất là rõ ràng nha quý vị. Rồi tiếp tục. Ok. Giáo dục kiểu thành sùng và phải công hình. Ok. Rồi. Em học đại học mà thầy dạy người miền Nam nên khắc lòng biết ơn sâu sắc với John McCain là sao anh? Tại vì John McCain đối với chúng tôi đó là kẻ phản phé. Chính John McCain là kẻ đã, John McCain và John Kerry là hai kẻ đã nối kết bang giao giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng mà John McCain là, bởi vì John McCain là khác với John Kerry. John Kerry là một kẻ phản chiến rõ ràng. Còn John McCain là một phi công, ông ta bị giam trong hỏa lò 5 năm. Và không ai biết trong 5 năm đó, ông ta đã thỏa hiệp gì với Cộng sản Việt Nam. Cho nên sau khi mà ông ta về nước, ông ta trở thành một trong những kẻ nỗ lực
gọi là nối kết ban giao để mà xóa đi cái gì đó, hận thù hay là cái gì đó, thì ông ta là một trong hai kẻ này. Thì cộng sản coi John McCain giống như là ông cố nội, còn trong mắt của tôi và trong mắt của tôi, gia đình của John McCain thì là anh hùng, nhưng cá nhân John McCain là một kẻ phản phé, là một kẻ không chung thủy và là một kẻ phản trắc. Gia đình ông ta từ thời ông nội ông ta tới thời thân phụ của ông ta là những anh hùng, họ là những sĩ quan và những binh sĩ của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới đời John McCain làm chính trị thì John McCain là một kẻ phản phé và một kẻ cướp công, một kẻ cướp công người khác nha. Rồi tiếp tục, nền giáo dục ở Việt Nam nhồi sọ tẩy não học sinh, sinh viên còn ngồi ghế nhà trường, thầy giáo cô giáo dạy cho học sinh học mò tố cáo lẫn nhau. Ok, cái đó tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần rồi. Ok, rồi tiếp tục. Bà Phương Hằng vừa kêu gọi miền Nam làm bạo loạn, chửi miền Nam tự trị, ok, thì tôi đã nói quý vị, Nguyễn Phương Hằng làm gì có dám mày kêu mà tự trị cho miền Nam, bà ta mất hết tài sản bây giờ đó nha. Rồi tiếp tục, lý do tại sao tuổi trẻ ngày nay chỉ biết tham thiện, tôi nói quý vị rồi, đó là cái văn hóa giáo dục do cộng sản nó dạy cho tuổi trẻ đó nha. Ok, Hoa Kỳ bồi thường chiến tranh cho Nhật sau hai vụ thả bom nguyên tử không anh? Không, lúc đó Nhật là kẻ chiến bại, Hoa Kỳ là kẻ chiến thắng. Nhưng có điều là lúc đó để xóa đi cái tinh thần cực đoan thì Hoa Kỳ đã có 7 năm quản trị nước Nhật kể từ năm 1945, do tướng MacArthur là cái người đã quản lý toàn bộ nước Nhật. Thì lúc đó người Nhật rất sợ hãi, họ đang sợ hãi là họ sẽ bị trả thù khi mà họ bị thua trận. Nhưng bất ngờ sau 7 năm MacArthur ông quản trị cái nước Nhật xong đó, năm 1952 khi trao trả quyền lại cho chính phủ và nhà Nhật Hoàng đó quý vị, hàng triệu người đứng sắp hàng tiễn ông MacArthur, tại vì nhờ có ổng mà nước Nhật đã thay đổi hoàn toàn, nhờ có ổng mà người phụ nữ đã được đi bầu và đã có được cái lá phiếu chính trực của mình, và cũng nhờ có ổng mà cuối cùng thì nghe nước Nhật thay đổi rất nhiều và cuối cùng trở thành một nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Có thể nói người Nhật xem tướng MacArthur là một quốc phụ kể từ sau đệ nhị thế chiến, chứ nước Mỹ không có bồi thường gì cả. Nhưng nước Mỹ mang cái giá trị thịnh vượng của họ và cái giá trị thật sự của một cái nền dân chủ đến cho nước Nhật, và họ chia sẻ cái sự thịnh vượng để cùng phát triển với nước Nhật, chứ họ không có bắt nước Nhật bồi thường chiến tranh gì cả. Và chính sự chia sẻ này đã khiến cho nước Nhật trở thành cường quốc kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới suốt nhiều năm cho tới năm 2010, trước khi bị Trung Quốc qua mặt nha. Rồi tiếp tục, wow, anh Phong phải nói cho người dân Việt Nam biết sự thật về lịch sử Việt Nam cho biết, thì tôi đang nói đây, có điều là tôi nói các bạn hỏi tới đâu thì tôi nói tới đó. Tại sao Mỹ dùng tiền cho du học sinh Việt Nam và toàn con ông cháu cha, mong hết chú Phong và cộng đồng bên đó đưa ra Quốc hội Hoa Kỳ để ngăn chặn. Người có công ngăn chặn tôi phải cảm ơn, mặc dù quý vị có thể chửi ổng, quý vị có thể nói là ổng về à làm ăn với cộng sản, nhưng mà người này chính là David Dương, là chủ nhân của công ty Đa Phước và cũng là chủ của những cái hãng đát lớn ở tại Bắc California. Tại vì sau đó ông khi mà Obama lên bổ nhiệm David Dương làm cố vấn đặc trách về cái quỹ 5 triệu đô la cho dành cho du học sinh, anh Dương thấy là tất cả quỹ đó dồn ngoài Bắc hết, dồn tất cả tiền của ngân quỹ đó là ở ngoài Bắc hết, cho nên tụi nó hưởng hết. Cho nên ổng bắt phải rải tất cả số tiền đó ra ở miền Nam, tức là đặt tất cả những cái văn phòng và đại diện của Bộ Ngoại giao ở một số những trường đại học ở trong miền Nam, cho tới từ ở Sài Gòn xuống tới Cần Thơ, tới tận ở phía Sóc Trăng, để cái số tiền đó rải ra cho sinh viên ở trên toàn quốc có cơ hội, trước khi David Dương trở thành cố vấn đó. Tại vì lúc mà Obama lên thì Obama đã bổ nhiệm David Dương trở thành cố vấn đặc về Á Châu Thái Bình Dương và phụ trách cái ý kiến cho cái quỹ của Bộ Ngoại giao 5 triệu Mỹ Kim hàng năm đó. Quý vị có thể chửi David Dương bất cứ chuyện gì là ông làm ăn ở Việt Nam hay bla 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 bla, nhưng mà chính David Dương là người đã đẩy cái số tiền đó rải ra về miền Nam, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng lọt vào con cháu cha, tức là lọt vô miền Nam ở Sài Gòn thì cũng chỉ có con cháu của đảng viên,
nó mới biết được cái quỹ này, nó mới có cách để mà nó làm đúng thủ tục để nó lấy được cái tiền du học đó, là cái học bổng đó. Còn người dân bình thường quý vị đâu có biết thủ tục ra sao, đâu có biết là cái gì đâu. Rồi mấy trong trường nó cũng là băng đảng với nhau, nó bè phái với nhau, nó che đậy hết. Thay vì trường đó thủ khoa đứng đầu là cái người được học bổng, thì cuối cùng nó viện cớ ABC, nó chỉ cho những cái học bổng lặt vặt ở trong Việt Nam thôi. Còn cái học bổng dành cho Mỹ đó thì nó lại ưu tiên cho những đứa mà con ông cháu cha đảng viên ở trong trường, bằng cách này cách khác nó làm, thì cuối cùng mấy đứa đó đi du học nước Mỹ hết, bằng tiền của nước, bằng cái tiền do chính phủ Mỹ tài trợ. Thì David Dương là cái người mà tôi biết là lúc đó là năm 2013, 14 giờ tuổi 11, năm 2011. Năm 2011 là David Dương là cố vấn đặc trách về cái quỹ du học sinh 5 triệu Mỹ Kim một năm. Thì cái quỹ đó trích từ cái số tiền mà Việt Nam trả nợ cho Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ lấy có đó tiền để tài trả lại. Theo tôi biết là như vậy. Ok. Rồi tiếp tục. Chú Phong ơi, có những buổi chuyên đề lịch sử dành riêng cho Việt Nam Cộng Hòa đây chú, vì những thông tin sự thật Việt Nam Cộng Hòa đã bị lẻ tẻ trong chủ đề nên không nhiều người nắm. Hy vọng tôi sẽ có giờ tôi làm cái chuyện này cho quý vị, và có lẽ tôi làm theo một tính cách khác, tôi không nói nữa mà tôi sẽ dùng hình ảnh để minh họa nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Chu Sô Sô lúc này sao rồi? No, Chu Sô Sô mới là bản beta, chưa có chính thức. Đến cuối tháng 3 này, hy vọng là bản chính thức mới có mặt nha. Ok. Rồi, em là người Mỹ, em ủng hộ ông Ron DeSantis làm tổng thống 24 vì ông này đã từng đem Cộng sản Việt Nam giảng dạy cho học sinh về sự nguy hiểm của Cộng sản. Ron DeSantis cũng là một nhân tuyển, rồi nhưng mà tất cả mọi người đều phải ngó vào ông Trump. Cho tới giờ phút này là trừ khi Tổng thống Trump tuyên bố là ông sẽ không ra tranh cử, thì lúc đó sẽ có những người như là Ron DeSantis. Còn nếu như Tổng thống Trump mà ra tranh cử thì sorry quý vị, là tất cả thành viên của Đảng Cộng Hòa lui vô hết. Họ nhường cho ông Trump hết. Họ nhường cho ông Trump hết. Họ nhường cho ông Trump là bởi vì thứ nhất là cái uy thế của ông quá cao. Thứ hai là do vấn đề tại vì cái biến cố của năm 2020, họ đã không nỗ lực bảo vệ cho ông một cách tối đa. Do đó, lần này tất cả thành viên của Đảng Cộng Hòa hầu hết đều chờ ông Trump, trừ khi Tổng thống Trump tuyên bố là ông không ra nữa. Còn nếu như ông tuyên bố mà ông ra tranh cử là tất cả lui vào hết nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong lại nói nhiều về nền văn hóa của miền Nam trước năm 1975. Tôi nói rồi, tôi đã nói cả chục cái livestream cho quý vị về cái Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 rồi nha. Rồi, con đọc Wiki nó nói Việt Nam Cộng Hòa là kế thừa của quốc gia Việt Nam, bởi vì trên nó là quốc gia, nó là chính phủ chính danh. Tôi đã nói quý vị, khi mà người Pháp trao trả nền độc lập thì lúc đó có rất nhiều đảng phái, mới bởi vậy mới thành lập một cái chính phủ liên hiệp. Và cái chính phủ liên hiệp này lúc đầu đứng đầu là của Trần Trọng Kim, cho đến lúc mà Cộng sản cướp chính quyền thì có một cái cuộc đối đầu gay gắt giữa phe quốc gia và phe Cộng sản trong 9 năm. Lúc đó Cộng sản đánh Pháp nhưng đồng thời nó cũng trù dập tất cả và thủ tiêu tất cả những người phe quốc gia, cho nên mới dẫn tới cái biến cố năm 1954, cái hiệp định Geneva. Là trong cái hiệp định Geneva đó là cái chính phủ liên hiệp sẽ phụ trách từ ở vĩ tuyến 17 trở về sau, tức là ở trong Nam, thì những đảng phái nào mà thuộc quốc gia, phong trào quốc gia thì đi vào Nam, còn ai thích Cộng sản đi ra Bắc. Do đó đến lúc mà lập lại cái chính phủ liên hiệp thì lúc đó ông Bảo Đại tạm thời nắm vị trí quốc trưởng trước khi mà tổ chức một cuộc bầu cử. Đến năm 1956 tổ chức bầu cử thì ông Diệm lên làm tổng thống. Do đó là nó là từ cái chính phủ liên hiệp nó nối liền cho tới thời của ông Diệm, rồi sau đó tới thời ông Thiệu, cho nên nó là một cái chính phủ chính danh. Còn Cộng sản chỉ là những kẻ cướp chính quyền, nó không có chính danh. Đó là lịch sử nó là như vậy. Cho nên đó là bây giờ có bịp bọm nó 9 năm kháng chiến nước Pháp, nó bịp 9 năm kháng chiến chống Pháp, vì 9 năm đó là nó triệt phá tất cả những người thuộc đảng phái quốc gia, nó chụp mũ những người đã chết trong thời điểm đó. Nhà văn Khái Hưng, kể cả Đức Huỳnh Phú Sổ, rồi nhà văn và nhà nhà văn nhà báo Phạm Huỳnh, tất cả đều bị nó giết hết. Thì đó là cái mà để cho những giới trẻ trong Việt Nam hiểu được.
Cộng sản là một cái thể chế không có chính danh và không hợp pháp cho tới bây giờ. Rất rõ ràng nha quý vị. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cáo lỗi quý vị là tại vì sáng nay đổi giờ cho nên trễ hết 11 phút của quý vị và đã bù lại rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đừng quên lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay sẽ là cái buổi livestream của cả hai channel TNB và Phượng Mai Official về cái bữa gọi là cúng máy. Sẵn dịp tôi khoe cái máy mới cho quý vị thấy luôn. Mới mua xong. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.